Rapper DSK sinh ngày 23 tháng 11 năm 1987 tại Hà Nội. Năm 13 tuổi theo gia đình rời khỏi Việt Nam. Anh sống và làm ở nước Đức, cùng đám trẻ trong xóm tụ tập trượt ván. Và đây cũng chính là nơi mà anh được tiếp xúc với văn hóa đường phố và nhạc rap. Rồi nhận ra đây chính là niềm đam mê thích thú của mình, anh bắt đầu rap từ cuối năm 2004, đầu 2005, những ngày đầu khi mới viết rap anh post lên các diễn đàn và nhận về vô số lời chửi bới, chê bai. Nhưng chính những điều đó làm anh càng thêm cố gắng và chăm chỉ, trau dồi thêm để giờ đây DSK với những bài nhạc rap đã đi vào huyền thoại. Cho đến thời gian hiện tại với việc ra những check nhạc, những tape, anh đã có hơn 15 năm gắn bó với rap, quả là một thời gian không hề ngắn. Anh tham gia nhóm GVA và đã cùng với cái homie tham gia trận battle đối với nhóm rap khác là Fan Hip Hop vào năm 2008 thời kỳ đầu mới sơ khai của rap Việt. Với contract 30 phút dành cho rap Việt cùng với Lee 7, Andre, Phương CD. Trận chiến GVA với Fan Hip Hop kể 8 lạng người nửa cân, chắc vẫn còn nhiều ký ức đẹp cho các cô cậu fan nhóc 8X, 9X ngày nào. Nhắc đến DSK chắc hẳn các fan rap đều biết đến trận battle rap này nửa giữa thành viên GVA với cô rapper VD người được coi là vua nhạc rap của miền Nam. Đến giờ vẫn luôn được các fan và các rapper khác kính nể. Năm 2010 anh cùng những người bạn của mình Suboy, Rapso, Quay Zinoi và DJ Jin thành lập nhóm SDG Code, theo đuổi đam mê và làm nhạc việc nhóm với đội ngũ chuyên nghiệp. Anh cũng từng bị rapper MCU, BJ check diss mình vì những quan điểm khác nhau về việc dùng punchline trong nhạc rap. Anh vắng lặng thời gian dài không ra nhạc. Năm 2016 khi trận chiến Bắc Nam nổ, DSK tung check lớn rồi một bài nhạc tự sự như của người anh cả gửi đến các rapper trẻ. Mới đây nhất cũng được streamer hàng đầu là Vizard Rickson lại với khá nhiều cảm xúc. Anh khả năng viết lyric tuyệt hảo. Anh được khán giả yêu mến qua những bản rap cực chất về đời, chưa bao giờ, đôi bờ, tự sự, nếu. Cho đến bây giờ anh đã trở thành huyền thoại bất tử trong lòng người hâm mộ với những cống hiến to lớn cho nền rap Việt Nam. Hiện sinh sống tại Đà Lạt và đã có rất nhiều fan và các rapper khác đã đến thăm và giao lưu cùng với anh. 2 năm trở lại đây anh cũng tung ra 3 album với tựa tuyển tập nhạc miễn phí, khiến các fan ruột của anh được vừa lòng với sự trở lại của thần tượng và đang hóng đợi Von 4 của anh sắp được công chiếu. Ngày 11 tháng 9 vừa rồi trên Facebook, rapper Đạt Mania có đăng tải một đoạn ngắn demo cypher, có kết hợp với cả dế chất với giai điệu bắt tai khiến các fan rất nóng lòng chờ đợi siêu phẩm trong năm nay của anh. DSK có một chất giọng trầm và khàn. Nhạc của anh rất kén người nghe, nhưng một khi đã nghe, đã hiểu và thấy thấm thì nó giống như một chất gây nghiện vậy. Nhạc của anh rất thật và đó là những gì mà anh thả hồn tâm sự vào những con beat. Cách nhà chữ nhà vần, flow siêu độc đáo, ma mị, huyền truyền. Chất giọng khô khan nghe không thể nhầm lẫn với bất cứ rapper nào khác. Cách tạo vần tạo câu, chơi chữ thâm thúy độc đáo, sáng tạo mà lại mộc mạc giản dị đời thường, mang đậm chất đường phố. Chẳng bao giờ xuất hiện trên TV hay trên mặt báo, không theo số đông hay phong trào, không hào nhoáng bóng bẩy. Anh vẫn cứ độc bước và an yên trên con đường của đam mê, của âm nhạc và của những tâm tư cuộc sống được anh gửi gắm trong những ca khúc, những bản demo dang dở với những video ngắn ngủi. Âm nhạc của DSK cũng vậy. Đó là những ca khúc với những giải bày về cuộc sống, về vạn vật xung quanh. Đó có thể là sự phóng khoáng, độc lập, tự do và buông lơi sự mông lung bất cần, rồi là những cảm xúc về cuộc sống của bản thân. Âm nhạc của anh là những trải nghiệm, những xúc cảm chân thành. Cái hay của âm nhạc chính là khi nghe được một bài hát hay một vài câu hát, có lẽ chính sự bình dị, vô tư và mộc mạc như vậy, những người yêu mến và nghe nhạc vẫn luôn dõi theo anh, vẫn luôn ủng hộ anh kể cả anh có làm nhạc, phát hành nhạc hay là không. Những bản demo, những video ghi lại của anh vẫn luôn thu hút và tò mò người hâm mộ. Hơn nữa, anh là một rapper mà có được sự nể phục, kính trọng từ rất nhiều rapper Việt Nam khác. Anh đã đóng góp những ca khúc bất tử, sống mãi cùng Việt rap. Không phải ngẫu nhiên mà những ai đã đang từng sống cùng rap hip hop Việt từ thời đầu đến giờ lại gọi DSK bằng 3 chữ, King of Rap. Mặc dù vẫn biết cuộc sống luôn thay màu, thế hệ sau sẽ luôn vượt qua thế hệ trước, đó là vòng tròn bất tận của cuộc sống. Nhưng DSK sẽ mãi được coi là một trong những tượng đài của Việt Rap. Trên đây là tiểu sử về rapper DSK. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.